Top những môn phái có thật trong lịch sử võ thuật Trung Hoa. Ai mà xem phim kiếm hiệp nhiều sẽ biết tới các môn phái như Võ Đan, Thiếu Lâm, Không Động, Thúy Yên, Đường Môn vân vân, thì đa phần trong đó, tất cả các môn phái trong đó đều là sản phẩm hư cấu không có thật hoặc là được làm quá lên để gây sự hấp dẫn. Nhưng mà có một số môn phái là có thật trong lịch sử Trung Hoa nha mấy bạn. Đầu tiên phải nói tới là Đoàn Thị Đại Lý. Trong Thiên Long Bát Bộ thì ai cũng biết Đoàn Thị Đại Lý đúng không? Thì Đoàn Thị Đại Lý là cái nước của cha con Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự, rồi Nam Đế, rồi Đoàn Trí Hưng vân vân. Thì đây là những nhân vật có thật, và Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự là một trong những tầng lớp cao quý, dạng là quý tộc á, cai trị nước Đại Lý này vào những năm 937 và 1253. Trong chính sử Trung Quốc ghi là Đại Lý là một nước nhỏ có thật trong lịch sử Trung Quốc. Và ngày nay cái nước Đại Lý là thuộc về một số tỉnh như là Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và một phần nước Đại Lý ngày nay là Tây Bắc Bộ Việt Nam. Nước Đại Lý là do ông Đoàn Tư Bình sáng lập vào năm 1108. Nước này có 22 đời vua, và trong đó hai đời vua là Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự. Thì trong sử sách ghi nước này toàn là những anh tài giỏi võ không à, không thấy tài liệu nào nói về cái môn võ nổi tiếng là Lục Mạch Thần Kiếm và Nhất Kiên Chỉ. Đây có lẽ là những môn võ do Kim Dung sáng tạo ra để tạo sự hấp dẫn thôi. Tiếp theo phải nói là Toàn Chân Giáo. Ai cũng biết Toàn Chân Giáo là do Vương Trùng Dương sáng lập ra, và ông này có thật nha. Chính sử Trung Quốc ghi rằng ông này sinh năm 1113 và mất năm 1170, xuất thân trong một gia đình giàu có ở Hàm Dương. Tuy là nho sĩ nhưng mà ông này rất yêu võ thuật. Từ thuở thanh niên, ông này đã nổi tiếng khắp trấn Cam Hà về cái việc văn võ song toàn của mình, và ông này cực kỳ yêu nước. Ông đã chiêu binh mãi mã cùng triều đình đứng lên chống lại nước Kim, nhưng cái trận khởi nghĩa của ông thất bại, cho nên ông đã trốn về núi Trung Nam. Và tại núi Trung Nam này, ông đã từ bỏ nho giáo, lập ra một cái giáo phái riêng của mình là phái Toàn Chân. Và ông có 7 vị đệ tử, và một trong 7 vị đệ tử của ông chính là Khu Sứ Cơ, một nhân vật nổi tiếng trong những truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Tiếp theo nữa là một cái bang phái mà ai cũng biết, chính là Cái Bang. Cái Bang được cho là thiên hạ đệ nhất bang, là bang phái đông nhất trong võ lâm. Và cái bang phái này hoàn toàn có thật, và thậm chí xuất hiện rất lâu đời, có mặt từ thời nhà Tống kéo dài đến thời nhà Thanh vẫn còn tồn tại. Người sáng lập ra Cái Bang là một người có tên là Thần Đan. Theo ghi chép thì ông này từng cứu mạng Khổng Tử, cho nên là ông này rất có uy quyền. Dù rằng là người lang thang nhưng vẫn được người khác nể trọng. Và một sự kiện nữa là cuối đời Nguyên, có hai đệ tử Cái Bang đã cứu mạng Chu Nguyên Chương, cho nên khi Chu Nguyên Chương lên làm vua đã tìm tới hai người này để phong cho chức tước và bổng lộc. Từ đó Cái Bang càng có uy thế trong cái võ lâm. Thì Cái Bang có chia ra hai phe, một phe gọi là phe áo sạch và một phe là phe áo dơ. Phe áo sạch đa số là những người có chức tước, có quyền tham gia Cái Bang để cầu thêm công danh thôi, còn phe áo dơ là những người hành khất thực sự. Và do Cái Bang có số lượng thành viên quá đông, cho nên Cái Bang là một trong những bang phái có cái hệ thống truyền tin tức nhanh nhất và hệ thống gián điệp đông đảo nhất. Tiếp theo nữa là Võ Đan. Và đúng như trong phim, người sáng lập Võ Đan là Trương Tam Phong. Vào thời Hoàng Tông Hy, Trương Tam Phong đã lập nên phái Võ Đan, và ông lập cái phái Võ Đan này ở trên núi Thái Hòa thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Đây là tông phái nội gia bắt nguồn từ thời Tống và thịnh vào thời Minh, và Võ Đan thờ Chân Vũ Đại Đế là một trong tứ ngữ. Thì Trương Tam Phong tên thật là Trương Quân Bảo. Ông này ngày xưa là đệ tử của Thiếu Lâm và vi phạm điều luật của Thiếu Lâm nên bị đuổi khỏi Thiếu Lâm, và ông sáng tạo ra Nội Gia Quyền. Nội Gia Quyền chính là tôn chỉ của Võ Đan sau này. Đến ngày nay thì Võ Đan vẫn là một môn phái có tầm ảnh hưởng nhất định ở Trung Quốc, một phần là nhờ có sư tổ và võ phái Trương Tam Phong đức cao vọng trọng. Đương thời Trương Tam Phong được rất nhiều hoàng đế tôn kính và mong được gặp ông. Cái môn võ Nội Gia Quyền mà được Trương Tam Phong sáng tạo ra tới ngày nay vẫn được truyền dạy và được sáng tạo thêm và phát triển thêm cho những người đam mê võ học. Và cái bang phái cuối cùng ai cũng biết và ai cũng thích đó chính là Thiếu Lâm. Theo truyền thuyết kể rằng Bồ Đề Đạt Ma sau khi tới Trung Thổ, ông thấy những vị sư nơi đây có vẻ sức khỏe không khỏe mạnh, và ông đã dạy cho những vị sư nơi đây một bài tập thể dục tên là Thập Bát La Hán Chưởng. Chỉ là một bài tập thể dục thôi nha, nhưng dần dần cái Thập Bát La Hán Chưởng này được phát triển thành một môn võ công, và tiếng tăm của cái môn võ này càng ngày càng phát triển mạnh nhất là vào thời nhà Đường. Và Đạt Ma sư tổ ai cũng biết là một nhân vật có thật, và cái môn phái Thiếu Lâm cũng lập lên từ đó. Một cái bia đá ở chùa dựng vào năm 728 tả lại việc các nhà sư Thiếu Lâm chiến đấu giúp Lý Thế Dân không ít trong cuộc chiến lên ngai vàng. Tức là từ ngày xưa chùa Thiếu Lâm đã can thiệp vào những cái việc mà giúp vua giành ngôi này nọ nha. Võ công của Thiếu Lâm tự đạt đến đỉnh cao vào thời nhà Minh, đỉnh cao tới mức là một số nhà sư thời đó được phong làm tướng và thậm chí là chỉ huy quân đội để ra trận giúp vua luôn á. Sau hơn 1500 năm tồn tại thì nơi đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất Trung Quốc, nó từng nhiều lần bị hủy hoại và trùng tu. Tuy nhiên cái danh tiếng của chùa Thiếu Lâm Tự được vực dậy thật sự là vào năm 1982, Lý Liên Kiệt đã đóng một cái bộ phim nói về Thiếu Lâm Tự, và từ sau đó thì chùa Thiếu Lâm Tự trở nên nổi tiếng rần rần cho tới bây giờ.